Thiện hiện nên biết như có Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hóa làm bốn chúng, đó là Bí Xô, Bí Xô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca. Giả sử hóa Phật trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp, tuyên thuyết chánh pháp cho bốn chúng ấy, ý ông nghĩ sao? Hóa chúng như vậy có thể đắc quả dự lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất Hoàn, hoặc quả A La Hán, hoặc độc giác Bồ Đề, hoặc được thọ ký vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Đức Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì các hóa chúng đều không thật có. Pháp chẳng không thật mới có thể đắc quả, có thể được thọ ký. Phật bảo: Thiện hiện, các pháp cũng vậy, đều bản tánh không, đều không thật có. Trong ấy, những đại Bồ Tát nào vì những hữu tình nào nói những pháp nào để cho họ chứng được quả dự lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất Hoàn, hoặc quả A La Hán, hoặc độc giác Bồ Đề, hoặc được thọ ký vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát tuy vì hữu tình tuyên thuyết pháp không, nhưng các hữu tình thật chẳng thể đắc. Vì thương xót họ rơi vào pháp điên đảo nên cứu vớt, khiến cho trụ pháp không điên đảo. Không điên đảo nghĩa là không phân biệt, không phân biệt là không điên đảo. Nếu có phân biệt thì có điên đảo, những hạng ấy lưu chuyển liên tục. Thiện hiện nên biết, điên đảo tức là pháp không điên đảo. Trong pháp không điên đảo, không có ngã, không có hữu tình. Nói rộng cho đến không có người biết, không có người thấy, cũng không có sắc thọ tưởng hành thức, cũng không có nhãn xứ cho đến ý xứ, cũng không có sắc xứ cho đến pháp xứ, cũng không có nhãn giới cho đến ý giới, cũng không có sắc giới cho đến pháp giới, cũng không có nhãn thức giới cho đến ý thức giới, cũng không có nhãn xúc cho đến ý xúc, cũng không có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng không có địa giới cho đến thức giới, cũng không có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, cũng không có các pháp từ duyên sanh ra, cũng không có vô minh cho đến lão tử, cũng không có bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng không có nội không cho đến vô tính tự tính không, cũng không có chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, cũng không có thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng không có bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng không có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng không có tám giải thoát cho đến mười biến xứ, cũng không có pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng không có tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cũng không có cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng không có tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa, cũng không có năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng không có mười lực Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, cũng không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, cũng không có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng không có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng không có quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, cũng không có tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng không có vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Này thiện hiện, vô sở hữu này tức bản tánh không. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa an trụ trong ấy, thế các loại hữu tình rơi vào tưởng điên đảo, dùng phương tiện thiện xảo khiến cho được giải thoát, nghĩa là làm cho thoát khỏi tưởng ngã vô ngã, tưởng hữu tình không hữu tình, nói rộng cho đến thoát khỏi tưởng có người biết không có người biết, thoát khỏi tưởng có người thấy không có người thấy, cũng làm cho thoát khỏi tưởng thường vô thường, tưởng lạc không lạc, tưởng tịnh bất tịnh, cũng làm cho thoát khỏi tưởng sắc thọ tưởng hành thức không có sắc thọ tưởng hành thức, cũng làm cho thoát khỏi tưởng nhãn xứ cho đến ý xứ không có nhãn xứ cho đến ý xứ, cũng làm cho thoát khỏi tưởng sắc xứ cho đến pháp xứ không có sắc xứ cho đến pháp xứ, cũng làm cho thoát khỏi tưởng nhãn giới cho đến ý giới không có nhãn giới cho đến ý giới, cũng làm cho thoát khỏi tưởng sắc giới cho đến pháp giới không có sắc giới cho đến pháp giới, cũng làm cho thoát khỏi tưởng nhãn thức giới cho đến ý thức giới không có nhãn thức giới cho đến ý thức giới, cũng làm cho thoát khỏi tưởng nhãn xúc cho đến ý xúc không có nhãn xúc cho đến ý xúc,
cũng làm cho thoát khỏi tưởng nhãn xúc làm chuyên sanh ra các thọ, cho đến ý xúc làm chuyên sanh ra các thọ, không có nhãn xúc làm chuyên sanh ra các thọ, cho đến ý xúc làm chuyên sanh ra các thọ, cũng làm cho thoát khỏi tưởng địa giới cho đến thức giới, không có địa giới cho đến thức giới, cũng làm cho thoát khỏi tưởng nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, cũng làm cho thoát khỏi tưởng các pháp từ duyên sanh ra, không có các pháp từ duyên sanh ra, cũng làm cho thoát khỏi tưởng vô minh cho đến lão tử, không có vô minh cho đến lão tử, cũng làm cho thoát khỏi tưởng